Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Anchia 1.500.000 token Wish đến từ mạng BC và dự án sẽ có 10.000 người may mắn sẽ nhận được token. Nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh nhé. Với dự án này thì mọi người sẽ vào làm trên biểu mẫu glm.io. Sau khi vào đây mọi người sẽ follow tất cả các kênh này cho mình. Ở đây follow kênh Twitter nhiệm vụ đầu tiên. Tích cho tôi không phải là người máy. Ở đây mình nhập mã captcha cho mình nhé. Sau đây bấm tiếp theo, tiếp tục nhập mã captcha. Ok. Bấm follow. Bấm theo dõi cho mình, sau đó quay trở lại đó. Tích vào con tin cho mình nhé. Ok, tiếp tục tích cho tôi không phải là người máy. Nhập mã captcha. Ok. Nhiệm vụ tiếp theo là tweet lại bài tweet và hashtag gửi ba người bạn cho mình nhé. Ở đây mọi người follow Twitter retweet là bài đăng nhé, bấm tweet rồi. Ở đây mọi người sẽ gắn thẻ ba người bạn cho mình bài đăng này nhé. Ok, sau đó bấm đăng tweet. Rồi bây giờ quay trở lại Eros. Mọi người bấm vào chữ xanh cho mình nhé. Ở đây bấm vào chữ này cho mình nhé. Rồi nhiệm vụ thứ ba tức là mọi người sẽ retweet về đây, tức là mỗi ngày mọi người vào retweet và nhận được cái con NFT này nhé. Bấm tweet lại cho mình. Rồi sẽ thả tin. Ok, quay trở lại Eros. Tiếp tục tích vào con tin. À, retweet link. Ở đây mọi người retweet là cái bài đăng này và gắn username comment cho mình nhé, để mọi người sẽ lấy cái link này. Rồi bấm tweet lại. Sau đây bấm tweet xem, mọi người sao chép lại cái link này. Sau đây gửi vào Telegram, sau gửi vào cái link này. Đây mọi người sẽ gửi cái link vào đây cho mình. Rồi sau đây bấm continue. Ok, tiếp theo join vào kênh Telegram. Ở đây mọi người join vào kênh channel Telegram cho mình. Ở đây mọi người join vào cho mình kênh Telegram, bấm tham gia kênh, sau đó quay trở lại Eros. Mọi người sẽ gửi username kênh Telegram của mọi người vào đây cho mình. Rồi bấm vào con tin. Ok, tiếp theo là join vào kênh group Telegram. Tiếp tục bấm tham gia kênh, sau đó chat cho mình từ đây. Ok, quay trở lại Eros. Tiếp tục gửi username kênh Telegram của mọi người vào đây. Tiếp tục sau đây bấm vào con tin. Tiếp tục. Ok, tiếp theo là join vào kênh Telegram này, mọi người sẽ comment cho mình. Đây nhé, mọi người comment cho mình. Rồi bấm gửi này, sau đấy mọi người sẽ bấm vào đây, mọi người sao chép liên kết cái link này, link comment này, sau đó gửi vào đây cho mình nhé. Rồi bấm vào con tin. Ok, tiếp theo là follow kênh Facebook, mở lên bấm theo dõi này, sau đó quay trở lại tích vào con tin. Ok, comment everyday, mọi bấm vào đây comment cho mình nhé. Ở đây kéo xuống dưới bài đăng này, bấm thích này, sau đây bấm vào bình luận này, mọi comment cho mình. Bấm vào gửi cho mình. Ok, sau khi gửi xong thì mọi người sẽ bấm vào đây. Mình đi xem nào, để mình sẽ bấm vào làm sao để copy lại cái link này nhỉ. À không cần mọi người nhé, hình như không cần. Nếu như mọi người nó bắt mọi người copy thì mọi người cần copy, còn nếu không cần thì thôi tích vào con tin luôn.
không cần mọi người nhé. Rồi tiếp đến là do vào kênh Discord cho mình, ở đây bấm chấp nhận lời cho mời cho mình nhé. Rồi là xong phải này, mọi kiểm tra là có cần verify không, nếu không cần thì thôi mọi người nhé. Rồi quay trở lại app luôn, không cần verify, tích vào con tin cho mình. Ok, tiếp theo là visit kênh YouTube, bấm vào đây, mọi người sẽ bấm đăng ký kênh YouTube cho mình. Nó bảo chỉ cần xem thôi, nhưng mà mọi người bấm đăng ký kênh luôn nhé. Sau đó quay trở lại AirDot, tiếp tục bấm vào con tim. Địa chỉ ví thì mọi người sẽ copy địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain của mọi người ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask nhé. Ở đây mình sẽ dùng địa chỉ ví MetaMask. Ok, vào đây mọi người sao chép địa chỉ ví cho mình. Rồi, sau đó quay trở lại AirDot, mọi người sẽ gửi địa chỉ ví vào đây. Sau đó tích vào con tin luôn. Rồi tiếp tục follow kênh Medium. Ở đây mọi người bấm follow nhé. Sau follow quay trở lại AirDot luôn, tích vào con tin. Ok, và cuối cùng mọi người sẽ có một cái link red để mọi người đi chia sẻ bạn bè người thân tham gia dự án AirDot này. Dự án có 10.000 người may mắn sẽ nhận được token. Và xin lưu ý là những anh em nào tham gia sớm thì cơ hội nhận được token là càng tốt mọi người nhé. Còn nếu những anh em tham gia muộn thì cơ hội nhận được token thì sẽ ít đi mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.